Tiếp theo đây ấy, thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các quý vị và các bạn là cái căn 3 phòng ngủ. Thì ở cái dự án này thì chúng tôi cũng có một số những cái vị trí rất là đẹp ở trong mỗi một cái layout của các cái tầng. Thì nó thường nằm ở các vị trí góc và nó có những cái tầm nhìn quan sát về những cái hướng rất là đẹp của dự án. Thì cái căn 3 phòng ngủ này số lượng rất hạn chế. Thì các bạn sẽ thấy được cái diện tích của nó ở đây là 113 m², như vậy là nó gần gấp đôi cái căn ban nãy chúng ta coi. Thì ở đây thì đã dành cho một số ít. Và thứ hai nữa là những cái căn như thế này thì các bạn sẽ cảm nhận được cái độ vượt trội về không gian của nó. Thì đầu tiên nó là sẽ có như vậy là bố trí được tới 3 cái phòng ngủ. Cái phòng master này rất là lớn, có khu vực thay đồ rộng rãi này, có phòng vệ sinh riêng ha. Phía bên đây cái khu bếp hình chữ L và cái khu vực ngồi ăn ở đây là có thể ngồi được tới 8 tới 10 người. Một cái phòng ngủ phụ bên đây. Đó. Và ở đây chúng tôi cũng sẽ thiết kế như cái là có khu giặt phơi đồ và toàn bộ các cái cục nóng sẽ được đặt hết cả một riêng ra một cái lô ra riêng này. Còn cái phần ban công lớn phía trước là sẽ dành để đặt để những cái bộ bàn ăn hay là những cái bộ ghế thư giãn. Và ngoài này sẽ không gắn những cái cục nóng của máy lạnh ngoài này. Để mà toàn bộ cái không gian trong nhà ngoài nhà lúc mà chúng ta lùa cái cửa ra đó là xài chung một không gian rất là lớn. Và đây có một cái phòng ngủ khác nữa, như vậy 3 phòng ngủ. Và cái phòng ngủ này nó có một cửa sổ góc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào tham quan trực tiếp cái này. Thì cũng giống như cái căn ban nãy kia, thì ở đây cái ánh sáng nó tốt hơn là các bạn sẽ cảm nhận được cái vân gỗ của nó. Nhưng mà cái cửa này thực chất là cửa bằng thép ha, chống cháy. Và chúng tôi cũng trang bị là khóa Yale. Đi cùng với cái bộ khóa này thì nó sẽ là những cái phần giảm chấn gắn ở phía bên trên nữa. Các bạn nó sẽ thấy. Rồi, các bạn sẽ thấy rõ ràng ở cái không gian này cũng đã thấy nó rộng rãi hơn rất là nhiều rồi. Phía bên tay phải đây chúng tôi thì có gợi ý làm một số những cái khu vực, những cái hốc như thế này để mà có gắn những cái tủ giày và cũng giấu những cái tủ điện tổng ở trong bên đây. Đó. Phía bên tay trái đây thì là cái phòng vệ sinh đầu tiên. Đó. Thì cũng giống tương tự như những cái thiết bị đã được giới thiệu ở những cái căn nhỏ ban nãy thì chúng tôi cũng sẽ bàn giao theo cái tiêu chuẩn như thế này, có gắn sẵn những cái phần gương thủy ở trên tường, quạt hút đây đó. Và đặc biệt vừa nãy tôi có chia sẻ về một số những cái chi tiết ở trên sàn như thế này. Ở một số cái dự án thì các bạn sẽ thấy là họ làm chênh nhau nhưng mà họ không có làm cái vạt xéo như thế này. Nhưng mà chúng tôi thì nghiên cứu và chúng tôi làm cái vạt xéo này để khi mà chúng ta có vô tình bước ra chúng ta không có bao giờ bị vấp. Đó. Một cái không gian mà rất là hãnh diện đối với những cái bà nội trợ thì đó chính là cái không gian bếp và khu vực bàn ăn. Như vừa nãy tôi có chia sẻ thì cái khu vực bàn ăn này chúng ta có thể sử dụng những cái mẫu bàn kéo dài và có thể đón tiếp những cái tiệc lên tới 10, 8 hoặc 10 người. Với cái mẫu bếp hình chữ L ở đây, với cái tổng chiều dài để phục vụ này, nó lên tới gần là 5 thước lận. Và ở đây chúng tôi cũng sẽ bàn giao là quạt hút mùi của Hafler, bếp hồng ngoại, 3 mâm. Riêng cái phần lò thì chúng tôi gợi ý, cái đây là cái phần lò chúng tôi không bàn giao trong cái gói này. Thì các quý vị có thể tự sắm hoặc là đặt những cái mẫu theo mình ưng ý thì vào đây. Thì ở đây thì chúng tôi cũng chia sẻ như ban nãy đấy, thì cái đá, cái mặt bếp này thì đã là đá tự nhiên granite màu đen, cái độ cứng nó rất là tốt. Sau khi mà đã nghiên cứu được nhiều cái dự án và cũng như là sau như những cái phản ánh của cư dân ở những cái dự án của chúng tôi thì chúng tôi cho rằng đây là một cái quyết định rất là sáng suốt và phù hợp, nó bền lâu dài. Và màu đen như thế này thì khi các bạn sẽ thấy đấy, những cái mâm bếp thường hiện nay cũng đang thiết kế thành một cái màu đen như thế này, mà khi chúng ta dùng chung một cái màu đó thì nó cảm giác trong một cái không gian liên tục và dài rộng hơn rất là nhiều. Nếu mà một cái mặt đá màu trắng đi, một cái đá ma màu trắng thì nhìn ban đầu cũng rất là đẹp, nó sang. Nhưng mà đá ma màu trắng thì nó có cái hấp thụ ẩm nước và nó thể gây ra những cái màu vết ố, đặc biệt là rượu vang. Và khi đó có một cái mâm màu đen này đặt lên trên thì đôi khi chúng ta sẽ thấy 1, 2, 3 nó quá rõ ràng. Thì đôi khi cái không gian nó không có thực sự là như ý đồ chúng tôi muốn, là tạo ra một cái không gian liên tục. Đó. Và với cái mẫu 3 phòng ngủ này thì chúng tôi cũng sẽ cho các bạn thấy được là cái bố trí của một cái tủ lạnh side by side. Đây là thường chắc chắn là một cái căn hộ 3 phòng ngủ và
gia đình là có cái điều kiện cũng như là không gian để mà xài những cái mẫu tủ như thế này rồi, thì đây là kích thước đã được đo và kiểm tra để mà đảm bảo sau này các quý vị và các bạn có thể mua những cái mẫu tủ này để gắn vào. Rồi, đây là chúng tôi sẽ bàn giao những cái màu sắc nó như thế này, và đây là một cái sản phẩm là chống bám vân tay. Rồi, kế bên cái không gian này các bạn sẽ thấy nơi chúng tôi đã làm sẵn những cái hốc được thiết kế ở trong cái này. Cái phần kệ này chúng tôi không có bàn giao, tuy nhiên đây là những cái gợi ý sẽ các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ tạo ra được những cái khoảng hốc ở trong tường để mà chúng ta có thể gắn được những hệ tủ âm tường như thế này. Một là chúng ta sẽ cất đặt để những cái đồ lưu niệm. Các bạn sẽ thấy không? Rõ ràng đây là cái bữa tiệc mà mời đến đông đủ khách khứa, và chúng ta đây là những nơi kể chuyện về cái cuộc sống của chúng ta. Đây là những cái bức hình chúng ta đi tham quan ở đâu, đây là những kỷ niệm với con cái như thế nào, là cái chỗ mà chúng ta có thể bày, chúng ta kể một cái câu chuyện về cái gia đình của chúng ta cho bạn bè tới thăm. Và các bạn sẽ không thể nào mà hỏi không bất ngờ khi một cái không gian rất là rộng của cái khu vực phòng khách này. Thì thực sự đây là một cái sự hưởng thụ khi mà các quý vị và các bạn khi mà mua đầu tư một cái căn như thế này thì sẽ dành cho những đối tượng mang tính hưởng thụ cao. Ở đây cái kích thước nó lên tới là 50 thấy dần dần. Đó. Và cái bố trí này thì chúng tôi sẽ gợi ý là ở đây thì là với cái căn mẫu thì chúng tôi sẽ bố trí ở đây là một cái salon dài là 2m4, 2m2, một cái ghế đơn, sofa đơn. Ngoài ra thực ra khi cái nhu cầu thực tế thì các bạn có thể bố trí thêm một vài những cái ghế đôn ở bên cạnh ở đây. Thì toàn bộ cái khu vực này là nhìn ra một cái phần ban công rất là rộng. Ở đây chúng tôi sẽ bố trí cái cửa lùa bốn cánh, và khi mà lùa hết ra cái khu vực ban công này thì các bạn sẽ được hưởng thụ một cái không gian rất là rộng rãi thế đó. Ở đây thì chúng tôi có gợi ý một cái thiết kế mẫu trần kín. Đó. Thì tại sao? Thứ nhất là cái không gian rộng như thế này, nhưng mà cùng với cái trần kiến nó đang cho chúng ta cảm giác một cái độ cao nó lên gấp đôi. Thì các bạn sẽ thấy khi mà chúng ta nhìn với cái kiến trần đây và có cái phần cửa nó in lên như thế, chúng ta rõ ràng đang chuyển sang một cái không gian, một cái dạng như cái căn duplex trần cao hoặc là những cái căn mini penthouse vậy đó. Phía đằng sau đây thì chúng tôi có đề xuất một số những cái trang trí, có thể là những cái kệ để những cây xanh hoặc những cái bộ sách thư viện hay là những cái trang trí khác. Ở đây thì chúng tôi có sử dụng một số cái mẫu đá để tăng cái độ sang trọng lên cho cái căn này. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn đầu tiên là một cái căn, một cái phòng ngủ phụ ở đây. Nhưng mà ở cái phòng ngủ phụ này thì chúng tôi đã biến hóa nó thành một cái công năng khác. Chúng ta lấy ví dụ đi, trong cái trường hợp một chúng ta có cái điều kiện ở cái gia đình này thì là hai vợ chồng có thể là cùng với hai đứa con. Nhưng mà trong cái căn mẫu này chúng tôi đang gợi ý ra một cái ý tưởng khác, tức là có thể là vợ chồng này chỉ có một đứa con thôi, và cái phòng này thì là phòng có thể biến thành một cái phòng gọi là phòng hobby room, tức là cái phòng mà mang tính chất giải trí và cũng như là có cái bộ sưu tầm sở hữu riêng của gia đình. Ví dụ như là ông chồng thì rất là thích về âm nhạc, ngày xưa thì cũng có đâu đam mê với cái sở hữu những cái đam mê về âm nhạc như kèn của Trần Mạnh Tuấn. Đó. Rồi thì những cái chỗ này sẽ là cái nơi mà nó khá là riêng tư. Ở đây chúng ta có thể treo những cái bộ sưu tầm về tranh, ảnh và đặt những cái bộ trưng bày, có thể là những cái nơi mà cất những cái chai rượu quý ở trong này. Thì đây là cái phòng mà chúng ta có thể một phòng ngủ thứ ba, nhưng mà chúng ta biến nó thành một cái phòng mà tiện ích khá đặc biệt cho gia đình. Sang bên đây thì là cái phòng ngủ thứ hai. Thì ở cái phòng ngủ thứ hai này thì chúng tôi đang tạo ra một cái không gian cho một cái bé trai. Thì cái gia đình này ví dụ là có một cái cậu bé thì cũng đã bắt đầu cái tuổi mới ra trường,
sẽ đang đi làm ở một cái công ty nào đó, cũng mới tốt nghiệp, mới tốt nghiệp và ra trường và bây giờ bắt đầu đi làm. Thì đây chúng tôi có gợi ý một số những cái thiết kế về những cái màu sắc nó tương đối là nam tính, hay là có những cái cách xử lý để cảm giác cái không gian này nó vẫn sang trọng và nó rộng rãi. Đây sử dụng những cái kiếng thủy màu đó, kiếng cường lực màu đó, màu xám ở đây. Và các bạn sẽ lưu ý là với cái mẫu này của chúng tôi ấy, là có cái cửa sổ góc đó, những cái cửa sổ góc như thế này. Thì những cái cửa sổ góc này được thiết kế thì các bạn sẽ thấy là tăng cái tầm nhìn ra. Và những cái căn mà ba phòng ngủ này thường nó đặt ở những cái vị trí rất là đẹp, có hướng nhìn vào ra công viên hay là những cái view rất là rộng rãi. Ngay kế bên đây thì là một cái phòng loja khác mà đó là phòng giặt phơi đồ. Thì chúng tôi sẽ bố trí toàn bộ những cái thiết bị ở đây. Là chúng tôi gợi ý cho các bạn, ví dụ đối với cái gia đình mà đông người hơn thì chúng ta sẽ dùng cái mẫu máy giặt riêng và máy sấy riêng đó. Và chúng ta có thể làm những cái hệ tủ cửa như thế này. Ở đây chúng ta có những cái hốc để cất những cái máy hút bụi này, thùng chổi lau nhà rồi các thứ, và những cái độ như kiểu bột giặt rồi nước giặt các thứ thì cất vào đây. Và kế bên đây đó thì chúng ta cũng sẽ cần một cái sinh, một cái nơi mà rửa như thế này là để gì. Thì cái này là những cái gợi ý trong thiết kế nhé, cái này nó không có nằm trong cái gói bàn giao của chúng tôi, nhưng mà đây là một cái gợi ý. Thì ví dụ đó chúng ta có những cái đồ mà chúng ta phải vò giặt thêm bằng tay thì đây sẽ là những cái nơi mà chúng ta sẽ xử lý cái chuyện đó, và chúng ta có thể khéo léo sử dụng những cái cửa này che lại. Và ở đây chúng tôi sẽ bố trí có thể những cái dàn phơi thông minh, chúng ta linh huyệt hoạt cho cái chuyện mà sử dụng cho nó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phòng master bedroom. Phòng master bedroom thì ở đây chúng tôi đang diễn với một cái không gian nó quyền lực với phái nữ, quyền lực hơn. Ở đây trang trí là gì, những cái đồ bàn trang điểm này. Đó, những cái bàn trang điểm ở đây, cái kích thước chỗ này sau khi làm tủ thì nó rộng được khoảng 1m2, và như vậy là hai bên này là chúng ta sẽ làm được hai cái dãy tủ như thế này. Thì có thể đây là một dãy của anh, một đây là dãy của chị chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì ở trong cái nhà mẫu thì chúng tôi thường có làm một số, và những theo những cái trend bây giờ thì nó đang làm những cái cánh bằng kiếng trong suốt như thế này, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta có thể là xài những cái kiếng màu hoặc là kiếng nó dìm lại xuống để không có thể nhìn rõ những cái phần treo ở bên trong. Còn đây chúng tôi đang làm nhà mẫu thì chúng tôi sẽ diễn những cái đồ để chúng ta thấy được là những cái công năng của nó có thể được sử dụng ở đây như thế nào, và cái cách mà bài trí ánh sáng để cho cái thiết kế nội thất nó trở nên là đẹp, sinh động hơn. Từ một cái không gian, một cái nhà mà chúng tôi bàn giao cho các bạn, mà các bạn có thể biến thành một cái nơi mà rất là đáng sống như thế. Thì các bạn sẽ đi qua bên đây và tôi sẽ giới thiệu về cái phòng ngủ này. Thì ở đây nó có một cái ghế bench dài dọc suốt cái dãy cửa sổ này. Thì cái bộ cửa sổ của chúng tôi thì thiết kế ở đây thì đấy, cái độ cao này là khoảng tương đương với khoảng 50 mấy 60 cm. Thì chúng tôi có thiết kế những cái bench này cao chừng 45-50 cm để chúng ta ngồi đây. Và rõ ràng là chúng ta ngồi đây và chúng ta dễ dàng mà ngắm cảnh xuống cái khu vực tiện ích, cũng như là cái khu công viên nội khu 2 hectare ngoài bên kia. Đó, cái không gian đấy rất là rộng rãi và có rất là nhiều cái cách để mà chúng ta biến cái phòng này nó trở nên sang trọng hơn và hợp với cả cái lối sống của các bạn. Thì cũng tương tự với cái phòng vệ sinh kia thì ở đây chúng tôi cũng sẽ bàn giao là y chang với những cái thiết bị như thế này, được bàn giao sẵn. Và tất nhiên khi về thì có thể các chủ nhân có thể linh hoạt đưa thêm những cái kệ các thứ vào dưới này. Bàn giao thì chúng tôi có bàn giao hương, tiếng, gắn tường như thế này. Đó là tổng thể toàn bộ các cái thiết bị mà chúng tôi sẽ bàn giao cho cái căn hộ này. Khi các bạn sở hữu thì chúng tôi đã bàn giao là bộ bếp này, cửa chính này, rồi các thiết bị vệ sinh.
những cái bộ intercom đó. Rồi bây giờ một cái không gian cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ với các quý vị và các bạn, đó chính là cái phần ban công rất là rộng rãi của cái mẫu nhà này. Chúng ta cùng trải nghiệm. Thì toàn bộ cái phần ban công của cái dự án của cái mẫu nhà này ấy, là nó rộng tương đương của cái phòng khách chạy ra. Và ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể kê được những cái mẫu bàn ăn hoặc những cái ghế thư giãn ở ngoài này rất là rộng rãi. Thì để cho các quý vị và các bạn hình dung hơn, thì cái vị trí này chính là cái vị trí mà chúng tôi sẽ đặt những cái lan can. Và cái vị trí lan can này sẽ cao là 1m4 theo tiêu chuẩn. Và từ cái độ cao này, và các bạn có thể nhìn ra quan sát được toàn bộ cái cảnh, ví dụ như công viên 2 hectare hoặc là những cái cảnh về cái phía đường, trục đường Nguyễn Văn Linh đó, rất là rộng rãi. Thì bây giờ là chúng tôi sẽ chia sẻ về đến với các bạn một số những cái hình ảnh mà các bạn có thể quan sát được qua cái phần hình ảnh 360 độ này. Rồi, bây giờ thì tôi cùng với các bạn sẽ cùng trải nghiệm một cái hình 360 độ để chúng ta sẽ xem được cái vị trí thực tế của cái dự án ha. Công nghệ bây giờ thật là tuyệt vời đúng không các bạn? Ngồi ở đây mà chúng ta có thể quan sát thực tế chính xác được toàn bộ những cái khung cảnh ở phía dưới. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về cái hướng Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh nha. Thì đó, ngay trước mặt các bạn sẽ thấy rồi là cái công viên hình bán nguyệt 2 hectare. Và ngay đối diện là Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh. Nó nằm dọc cái đường Tân Túc. Toàn bộ những cái phần khu vực xung quanh của nó, từ chi cục thuế này, trụ sở công an này, ban chỉ huy quân sự này, tòa án nhân dân, sở tài nguyên môi trường đó, rồi nhà thiếu nhi, nhà văn hóa thiếu nhi cũng cách đó vài bước chân thôi, rồi khu vực trường mầm non đó. Nếu mà cùng nhìn cái hướng đó, chúng ta xoay sang cái hướng bên này, bên tay phải, thì chúng ta sẽ thấy được cái khoảng cách từ cái vị trí của chúng ta tới các cái khu công nghiệp, khu công nghệ cao cũng rất là gần. Ở đó có khu Lê Minh Xuân, đi chừng 20 phút, cụm y tế kỹ thuật cao Tân Kiên và khu công nghiệp Tân Tạo, chỉ chừng 15 phút. Và nếu mà chúng ta đưa cái hình qua phía bên tay phải tiếp nữa thì chúng ta sẽ thấy được là ngay cái bên kia đường đó là bệnh viện Bình Chánh đó. Tất cả những cái khu vực này đều trong cái khả năng tiếp cận rất là gần. Nếu các bạn sẽ nhìn thấy ở một số cái hình mà xa xa hơn, cái cự ly khoảng cách nếu mà chúng ta chạy xe chừng 10-15 phút thì chúng ta cũng đã thể ra tới trung tâm thương mại Aeon Mall này, đại lộ Võ Văn Kiệt. Và đặc biệt là từ 10 phút thôi là chúng ta có thể ra được cái trạm metro 3A Bến Thành Tân Kiên, cũng chừng 10 phút trong tương lai. Thì đây đó là những cái dữ kiện mà rất là bổ ích cho các bạn khi mà nghiên cứu để đầu tư cái dự án này. Và rất là tiềm năng. Và các bạn đã biết là đợt vừa rồi thì quận 2 cũng đã lên thành thành phố Thủ Đức rồi, thì chúng tôi nghĩ là trong nay mai thì ủy dân cái huyện Bình Chánh này cũng sẽ lên quận, cũng sẽ chỉ là một ngày, ngày 1, ngày 2. Đó là những cái tiềm năng mà các bạn sẽ cần lưu ý. Rồi chúng ta tiếp tục quay cái camera sang cái hướng bên tay phải tiếp theo, thì chúng ta sẽ thấy nhìn hướng về trung tâm thành phố thì các bạn sẽ dọc cái trục đại lộ Nguyễn Văn Linh, chúng ta có thể nhìn về thấy là xa xa đó là khu đô thị Phú Mỹ Hưng đó, rồi chợ đầu mối Bình Điền đó, chạy cũng chừng có 7 phút thôi là chúng ta đến cái chợ đầu mối này. Ở đây có rất nhiều hải sản tươi ngon, rồi rau xanh, rau sạch đó, khu vực bến xe miền Tây mới đó, và toàn bộ những cái khung cảnh ở đây là chúng tôi đã đánh dấu ở đây rồi. Các bạn sẽ dễ dàng thao tác và chúng ta có thể là kiểm tra được cái vị trí này. Và chúng ta xoay tiếp thì chúng ta sẽ thấy đấy, cái trục cao tốc Trung Lương là dẫn ngay kế bên. Và bây giờ thì tôi cũng cảm ơn mọi người cũng đã theo dõi những cái gì chúng tôi trình bày.